Dạ vâng, shop bán hàng online lại xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể quý khách ha. Thì trong một cái video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì gửi tới các bác những cái mẫu mẹt đánh chim mìm bịp mới các bác nhé. Bác nào mà xem được cái video em giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay mà cần cho mình cái mẫu mẹt này thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment bên dưới video để bên shop được tư vấn và được chốt đơn gửi hàng cho các bác. Thì hàng bên shop là gửi ship CD toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra hàng ok phải thanh toán các bác nhé. Giờ thì không để mất thời gian của các bác thì em đi giới thiệu luôn. Thì đây là cái mẫu mẹt mới làm này các bạn này. Thì tất cả những cái sản phẩm mà bên shop bán ra ngoài thị trường ấy, thì toàn bộ chất liệu là bằng inox 304 không hút lâm châm các bác nhá. Cái mẫu này là mẫu mới, thì tại sao là mẫu mới? Tại vì cái diện tích mặt úp ấy nó sẽ rộng hơn các cái sản phẩm trước em bán ra ngoài thị trường rất là nhiều. Và đặc biệt là cái cầu tử này. Đặc biệt là cái cầu tử này thì được làm bằng cây gỗ song nhá. Những cái cây gỗ đặc trưng của vùng miền. Thì cái cây gỗ này thì nó rất là đẹp, nó rất là tự nhiên và đánh thì nó cũng rất là hiệu quả các bác nhá. Thì khi mà gửi hàng cho khách ý, thì em sẽ gập gọn vào như thế này và gửi cho khách. Và khi mà các bác đi đánh địa điểm ở những địa điểm xa thì một người có thể là mang 3-4 chiếc như thế này cũng rất là nhẹ. Thì cái trọng lượng của cái mẹt này thì nó chỉ vào 1,2 cân thôi các bác nhá. Nó rất là nhẹ, to nhưng mà nhẹ. Những cái sợi inox thì làm những cái sợi inox vừa phải nên là rất là nhẹ, rất là nhẹ. Và ngoài ra thì bên shop còn sơn một cái lớp sơn tính điện như thế này các bác nhá, màu trắng như thế này các bác này, màu trắng như thế này. Và đặc biệt là những cái lò xo thì được làm từ thép AC, lò xo chịu lực làm từ thép AC, lực kẹp rất là mạnh các bác nhá. Thì sau đây thì em sẽ dở ra em giới thiệu chi tiết cái sản phẩm này để các bác cùng theo dõi. Thì khi mà dở ra thì các bác quan sát đây, cái mặt của nó thì rất là rộng các bác nhá, rộng hơn rất nhiều so với những cái mẫu sản phẩm cũ. Và cái bộ lưới này thì cũng được vào bằng tay, vào thủ công các bác nhá, không phải lưới cắt đâu, vào thủ công. Và cái phần đáy của nó thì có buộc một lớp chống rúc. Còn các bác quan sát kỹ, những cái cầu tử được làm từ những cái cây gỗ song này rất là tự nhiên, rất là tự nhiên, và cái độ nhạy rất là cao các bác nhá, độ nhạy rất là cao. Thì mỗi cái sản phẩm này khi mà bán ra ngoài thị trường thì bên shop sẽ tặng các bác thêm một cái giọ đựng mồi, để khi mà các bác đi đánh thì các bác có thể đựng chuột, đựng rắn mối, đựng cóc để tăng độ hiệu quả khi các bác đi đánh nhá. Đi đánh giải trí cuối tuần hoặc là đi đánh kiếm kinh tế thì cũng đạt hiệu quả rất là cao. Thì ngoài cái mẹt một mặt này ra thì bên shop còn có sản phẩm hai mặt, và ngoài ra còn có những cái loa phụ kiện để hỗ trợ các bác đánh được hiệu quả. Thì ở trên màn hình các bác đang theo dõi đây thì cũng có rất là nhiều sản phẩm để em giới thiệu cho các bác. Bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì hãy để lại số điện thoại hoặc là kết bạn với cái số Zalo em để dưới góc màn hình để tham khảo những cái sản phẩm ở bên shop đang bán ra ngoài thị trường các bác nhé. Và giờ thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái độ sập của lò xo. Còn cái cách gài thì khi mà các bác cách gài thì rất là đơn giản thôi, các bác nhân cái mặt lưới này lên. Đấy, nhưng mà lưới lên và các bác gài vào cái lẫy này. Các bác gài vào cái lẫy này thì cách gài nó cũng rất là đơn giản thôi. Còn khi mà đánh thì có thêm một cái giọ mồi nữa thì giúp cho đánh nó hiệu quả hơn các bác nhé. Đấy, gài vào cái lẫy như thế này. Như thế này là xong. Đấy, các bác gài vào cái lẫy, có cái lẫy như thế này là xong các bác nhé. Và sau đây thì em sẽ thử cái độ mạnh của lò xo các bác nhé. Độ mạnh của lò xo. Thì con chim khi mà nó xay mồi, xay tiếng thì nó sẽ nhắm vào cái cầu tử này và bị sập lại các bác nhá. Đấy. Rất là nhanh và mạnh, rất là nhanh và mạnh. Và khi mà sập vào rồi thì nó có một cái móc. Có một cái móc nó giữ ở đây các bác nhá. Móc giữ ở đây và làm cho con chim nó không rút được ra. Thì một cái video giới thiệu sản phẩm, một cái video ngắn giới thiệu sản phẩm thì đến đây là hết. Bác nào mà xem được video mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video để đón nhận những cái video em giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.